Ok, xin chào tất cả bạn nhá. Thì trưa rồi mình vẫn chưa thấy thằng Trẻ Trâu nó về. Thế là mình ra quán nét rồi mình gặp nó ngồi chơi ở đây. Đồ, thanh niên này chơi cả nẹp cạc nữa. Giàu thế, đại gia có khác. Ê, yeah. Bao tao chơi điện tử với được không mày? Tao hết tiền rồi. Em có tiền thì cút đi, ngồi đây làm gì? Thôi, gấp vậy không có tiền bao tao tí chứ mày nhiều tiền rồi. Bữa mày mới nạp 5 triệu vào mày. Ê, Trẻ Trâu bao với, chuyển cho tao 5 tiếng nó chơi với. Được không? Cút đi, không có tiền ngồi đây làm đế gì. Không có tiền mới ngồi đây xin mày, có tiền mới ngồi đây xin mày làm gì? Bố đây ngồi ra, ngồi đây bố đấm, không chừa phát nào đâu. À, đấm tao không chừa phát nào. À, được, mày nhớ mặt tao đấy nhá. Này, nhìn mặt tao này. Mày nhớ mặt tao đó con ạ. À. Hello, xin chào tất cả bạn nhá. Mình là Trường Quân, tên Quý Chí ở đây. Thì mình vừa mới ra quán nét. Mình giả bộ mình không có tiền để mình thử lòng cái thanh niên Trẻ Trâu kia mà nó dám chửi mình là cút đi. Coi chừng nó đấm cho không trượt phát nào. Bây giờ mình tức quá mình sẽ về nhà mình mét mẹ nó để mẹ nó găn nó anh em ạ. Này thì đấm không trượt phát nào này. Ok, như vậy là mình đã tới nhà nó rồi anh em ạ. Thì mẹ nó đang nấu đồ ăn ở trong kia. Bây giờ mình sẽ vào mình mét mẹ nó găn nó cho nó chừa cái tội đi. Này thì đấm không trượt phát nào à. Cô Hoàng, cô Hoàng. Thằng Tuân đâu? Thằng Tuân nhà cô đâu? Nó đi học mà. Đi học à? Sao? Cháu qua đây cháu tìm nó đi làm clip mà. Cô giáo gọi rồi. Cô giáo nó gọi hả? Đi học hay là đi về cô giáo gọi đến này. Alo. Tôi nghe cô. Bây giờ cô giáo chủ nhiệm của Trẻ Trâu đang gọi cho mẹ nó anh em ạ. Tuân nó không qua, tôi đưa tiền cho đóng cho cô rồi mà sao nó chưa đóng cho cô. Trời ơi, chết đi chứ thằng này. Nhà đi học giờ này chưa về, chắc là lại đi vào chơi quán nét chơi rồi. Vào tôi để thì em tôi hỏi cháu rồi là tôi ra đóng tiền cho cô sau nhá. Chết thế thì còn cái nhà đưa tiền cho đi đóng cho cô rồi mà không đóng. Đưa mấy 600 bạc đi đóng cho cô mà từ hôm qua rồi mà không đóng cho cô rồi chắc là bỏ cặp rồi đi chơi nét rồi. Con gái nhà về chết rồi. Thôi tôi gọi để nói tôi về tôi hỏi cháu rồi ra đóng cô sao nhá. Rồi. Ủa cô giáo chủ nhiệm Tuân nó gọi cho Tuân rồi cô. Chết thế thì còn cái nhà. Nó lấy tiền đóng học nó đi chơi điện tử cô. Lấy cháu ra quán nét cháu chơi cháu thấy nó ngồi nó nạp cạc nạp 200k, 300k, 400k nó chơi điện tử ngoài đấy là nó kêu nước kêu mì nó uống ngoài đấy một rừng luôn đó. Vâng, còn cái nhà. Nó chơi ở quán ngay trên kia kìa. Cô đi không? Mày về đây thì ta đánh chết chứ ta còn không để nó đi. Đấy, cô đi. Quán nào mà dẫn ta đi. Đây cô đi đây cho dẫn cô đi lên bắt nó. Em nó con cái nhà khổ ghê ạ. Công tiêu hết rồi. Mày tiêu cái gì? Nạp cạc. Nạp cạc gì?
mày phải nhờ, bố mày đã bắt mày bao nhiêu lần đi chơi điện tử, bố mày đánh mày vẫn không chờ phải không? Hả? Mày vẫn không chờ phải không? Giờ mày muốn sao? Tao bỏ quần áo và tao đuổi mày đi khỏi nhà này nghe chưa? Hả? Đưa tiền đây! Nhanh! Ê, mày đi vào đây mày lôi, lấy hết quần áo cho mày. Mày đi khỏi nhà tao đi. Quần áo đấy, đi đây. Đi đi. Mày suốt ngày mày điện tử bắt được bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn cứ suốt ngày mày chơi. Tao biết mày như vậy tao bị áo quả trứng tao đập tao chiên tan còn hơn. Mày con cái nhỉ. Suốt ngày chơi bời, suốt ngày điện tử. Học hành không lo học. Mày đi khỏi nhà tao nhanh nhanh đi. Cha nhỉ mày. Coi như không có mày nữa. Mày đi khỏi đi. Đi học mà mày không muốn học hành thì mày suốt ngày này mày điện tử suốt ngày mày nét rồi. Ê Tuân, đi ăn trứng chiên không? À, chiến châu, đi ăn trứng chiên không? Đấm không trượt phát nào nhỉ? Ok, thì qua clip này mình nghĩ là chắc hẳn cũng rất nhiều bạn đã từng giống như thanh niên trẻ châu đấy, là bố mẹ xin tiền bố mẹ đóng học nhưng mà không chịu đóng học rồi cầm đi chơi đi tiêu hết đúng không? Hoặc là có một số bạn đấy là bảo là ví dụ tiền đóng học có 200 thôi nhưng mà hô lên 250 đấy là lời 50 đấy, là lấy 50 đấy đi tiêu đi xài. Thì các bạn tuyệt đối không nên như vậy mà cũng không nên bắt trước theo thanh niên trẻ trâu mà làm như vậy nhá. Như vậy là lừa cha dối mẹ nhá. Các bạn tuyệt đối không nên làm như vậy. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye. Nếu thấy clip hay đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye.